Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý vấp phải cục diện ngọ tý tương xung nên công việc sẽ khó bề suôn sẻ như ý muốn. Bản mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi nóng nảy thái quá, hành động hấp tấp dễ gây mất lòng người xung quanh. Hôm nay, những mâu thuẫn với đồng nghiệp, cặp đôi khi không tránh khỏi vì những ý kiến bất đồng, bạn lại khăng khăng cho rằng bạn đúng và người kia cũng vậy. Nhưng đừng để nó đi quá xa, nếu không đường tiến thân của bạn rất dễ bị ảnh hưởng trong ngày có sự xuất hiện của thương quan. Thủy hỏa xung khắc còn cho thấy đường tình duyên của bản mệnh đang xuất hiện những dấu hiệu không được thuận lợi cho lắm. Người độc thân buồn giàu vì tình đơn phương không được đáp trả. Các cặp đôi thì ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn hơn. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, ngày xung của bổn mạng, công việc có nhiều khúc mắc bề bộn nhưng không nên hấp tấp hoặc gia đình nhận được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn ảnh hưởng đến mọi người cẩn trọng về đi lại sử dụng phương tiện về xe cộ máy móc sự chờ đợi về tiền bạc hoặc công danh gặp trở ngại chậm chạp tình cảm và sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến chuyện không hay có tin tức vui buồn lẫn lộn hoặc sức khỏe không tốt có cuộc vui chơi hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn ngày có nhiều công việc cấp cáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt Tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có sự hẹn ước không được như ý, cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng, ngày có nhiều sự việc xảy ra tốt xấu xoay chuyển liên tục, nên bình tĩnh để giải quyết, nên cẩn trọng dễ có sự hư hại, chắc trở, khó khăn nhưng vẫn có kết quả, có người bất đồng ý kiến với mình, có sự gặp gỡ người thân, bè bạn hoặc có tin tức, hao tốn về giao thiệp. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ ngày xung của bổn mạng có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có hỷ sự có tài lộc những hao tán về giao thiệp vui chơi giải trí gặp lại người xưa có người đi xa thuận lợi cho việc đi lại di chuyển đi xa trong mọi chuyện có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến ngay có sự hội họp bàn thảo nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ tài lộc tốt có tin không tốt về đồ đạc vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc không nên hấp tấp khi quyết định công việc nên hỏi ý kiến của quý nhân tử vi tuổi sửu ngủ hành tương hại xuất hiện khiến tình cảm dạn nứt con giáp tuổi sửu vô cùng mệt mỏi khi không biết phải làm thế nào để có thể hóa giải được những căng thẳng giữa mình và nửa kia mà không gây tổn thương cho đối phương bù lại Trình ấn mang lại cho con giáp này những cơ hội mới trong sự nghiệp, đường công danh đang rộng mở. Tuy nhiên, không có thứ gì dễ dàng cả, mọi thứ đều trong tầm tay nhưng bạn cũng khá vất vả để theo đuổi. Hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 âm lịch, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 25 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim không nên quyết định sự việc theo tình cảm hoặc e ngại sự mích lòng mà tiến hành sẽ có hậu quả xấu đã là lúc phải có sự thay đổi về công việc cũng như về tình cảm tài lộc trung bình đi xa không tốt có sự cản trở hoặc rủi ro giữa đường có khách ở xa đến tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy điểm tốt hay điểm xấu chưa biết được phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh hao nhanh tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa làm việc gì cũng nên nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau chuyện vui chơi tình cảm giao thiệp nên rẻ rặt không nên đi quá xa nên khiêm tốn nếu mình có sự thành công hoặc có lợi việc đi lại di chuyển không đúng theo ý muốn có sự thay đổi ở dọc đường có chuyện vui có khách đến có tài lộc tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ gia đạo có đình đám sự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe bổn mạng của mình và người thân bè bạn có lộc hoặc có tin vui về tâm tình hôn sự sinh nở hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác không nên giải bày tính toán hoặc đi tìm nên chấp nhận sự việc hiện tại ngay có nhiều rắc rối ưu phiền sức khỏe không tốt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngay có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm hoặc có tiệc tùng dự tiệc trừ cũ lập mới có tin xa hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa Văn phòng, công an việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân bè bạn, có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước, có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi dần. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, dưới tác động của tam hợp, người tuổi dần được quý nhân che chở rất nhiều trong cả công việc lẫn đường tìm kiếm tài lộc. Những chú hầu luôn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của đồng nghiệp và cả chỉ dẫn kịp thời của cấp trên nên công việc hoàn thành đúng thời hạn. Chất lượng vượt cả mong đợi. Chẳng những vậy, thiên tài chiếu mệnh, con giáp này còn đang có vận may tài lộc trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể phát tài một cách nhanh chóng vì biết đầu tư đúng chỗ hoặc được hưởng thành quả vì những cố gắng trong suốt thời gian qua. Trong ngày có Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của bản mệnh đang có dấu hiệu khả quan, nhất là đối với những ai còn độc thân nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, bạn phải bằng lòng bước ra vùng an toàn và nắm lấy thế chủ động thì mới có thể nắm được hạnh phúc thuộc về mình. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh Thủy tất cả việc mong cầu nên tiến hành nhanh chóng không nên chần trừ và không nên có nhiều tham vọng được bao nhiêu hay bấy nhiêu nếu không như vậy thì chọn một ngày khác tốt hơn và nên rút lui ở lâu sẽ phát sinh nhiều vấn đề phiền toái hao tài sức khỏe không tốt không nên tranh cãi đề phòng rèm pha nói xấu thừa kiện mọi vấn đề liên quan đến tình cảm cần phải có sự dứt khoát nhanh gọn mới tốt nói chung là hãy hành động không nên nói nhiều gia đạo bất an tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên gấp gáp hoặc toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng phương tiện xe cộ ngày có tiệc tùng đình đám nhưng cũng không nên bày vẽ thêm có chuyện không như ý có tin tức tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ việc gì nếu đã thấy có lợi thì không nên tiến thêm chỉ nên hoàn tất những công việc còn sót lại ở quá khứ hoặc đã có sự hứa hẹn dự tính nên giữ mối giao hảo cho thuận thảo có tin xa hoặc có sự gặp gỡ cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng phương tiện xe cộ nhất là vào cuối ngày hoặc gặp chuyện không hay. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, nhưng cũng không nên quá tin cẩn hoặc thật lòng. Ngày có nhiều chuyện đến khiến mình phải lo âu, giải quyết, mọi việc nên có sự chậm rãi, biết chờ đợi, tiền bạc vào nhanh ra nhanh, nên thân cận với người lớn tuổi hoặc cấp trên khi quyết định công việc, có tiệc tùng, nhóm bạn hoặc có sự thay đổi, sửa chữa, tu bổ, về nhà cửa, văn phòng, gặp bạn hoặc có khách đến, hoặc có tin tức của họ tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mưu sự còn bị nghẽn lối hoặc công việc gặp trắc trở nên có sự di chuyển thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình có khách bè bạn đến hoặc nhận được tin tức của họ có tài lộc tử vi tuổi mão ngọ mão tương phá là điểm báo tiểu nhân xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi mão do đó bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có cũng đừng đề cao bản thân thái quá kẻo bạn sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét công việc bấp bênh như vậy nhưng tài lộc lại có phần khởi sắc hơn nhờ chính tài mà những nỗ lực về tiền bạc của những chú mèo lúc này đã được đền đáp xứng đáng bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu tuy nhiên hãy nhớ lập ngân sách cụ thể cho từng việc mua sắm của mình nhé kẻo tiền có bao nhiêu cũng thất thoát bấy nhiêu ngũ hành tương sinh giúp cho tình cảm lứa đôi giữ ở mức hài hòa không có biến động quá lớn mối quan hệ của hai bạn vẫn trong những tháng ngày vui vẻ lãng mạn bên nhau tình yêu càng thêm thăng hoa nhờ sự đồng điệu của hai tâm hồn hòa hợp tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy ngày có nhiều việc xảy ra dồn dập khiến cho mình phải xoay sở nhiều mặt không nên tính toán cao vọng chỉ đem đến buồn phiền thất bại mà còn mất uy thế của mình ngày có nhiều thị phi tranh cãi khó khăn mích lòng tiền vào thì ít ra thì nhiều hoặc chờ đợi lâu lắc chỉ có tin cẩn trọng khi di chuyển đi lại không có kết quả dễ gặp rủi ro, tai nạn. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Dù là công việc làm ăn hay là vấn đề tình cảm cũng không nên hấp tấp, hoặc kéo dài sẽ không có lợi, chẳng những gây ra sự phiền hà mà còn có những chuyện không vui, gặp rủi ro, ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại, có sự hư hại. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Dù có gặp trở lực, khó khăn cũng cố gắng giải quyết, tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết, có tiệc, lộc ăn, quà tặng đề phòng rủi ro có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở có tài lộc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có tín về sự sinh nở hoặc gia đạo công sở có thêm người có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa tuy nhiên có tin xấu về công danh bổn mạng tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần có hỷ sự có tài lộc hoặc có lộc ăn quả tặng lộc bất ngờ tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết ngày có sự đáo hạn định kỳ ước hẹn có tiệc vui đình đám lộc ăn quà tặng đề phòng rủi ro có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở có tài lộc có tin xấu về bệnh tật đi lại di chuyển tử vi tuổi thìn thứ sáu này có thiên ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho tuổi thìn phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình càng đứng trước thách thức thì con giáp này lại càng thể biện được bản lĩnh của mình mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình khả năng sáng tạo của những chú rồng cũng được nâng cao trong hôm nay khi bạn liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ thế nhưng nhớ là đừng quá xa đà vào những điều viển vông nhé hãy cân nhắc thêm tính khả thi của vấn đề ngoài ra nên lắng nghe thêm góp ý của mọi người để xem xét thêm nữa nhé ngũ hành hỏa sinh thổ chuyện tình cảm của bạn khá thuận lợi cơ hội bày tỏ tình cảm thành công của người độc thân đang rất lớn. Nếu cảm thấy tình yêu mình dành cho đối phương đã khó có thể kiềm chế, hãy cứ thử một lần nói rõ cho người ấy xem sao. Dù kết quả có như thế nào thì bạn cũng không phải ôm nỗi bất rất này trong lòng nữa. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, có tin tức liên quan đến nơi ăn trốn ở, danh phận, chức vụ, tình cảm của mình, nên có sự hòa giải hoặc nhu thuận khi muốn hồi âm, có thể là bị hiểu lầm hoặc họ chưa nhận được tin mới, có lộc hoặc có lộc ăn, dự tiệc nên im lặng lắng nghe hơn là bàn cãi, sẽ có chuyện mích lòng. Vui không trọn vẹn, cẩn trọng khi di chuyển, đi đứng, sử dụng máy móc, xe cộ dễ gặp rủi ro, sức khỏe không tốt, gia đạo có người bệnh hoặc gặp chuyện buồn. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày có rất nhiều tin tức hoặc công việc đến cần phải lo toan, có trở ngại, cực nhọc chút ít, mọi chuyện không nên hấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, mích lòng, nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro hoặc có sự hao tốn hoặc hư hại có tin xa hoặc chuyện buồn tiền bạc vào nhanh ra nhanh hoặc hao tốn về giao thiệp tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên giới hạn việc đi lại di chuyển đề phòng rủi ro tai nạn có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có tài lộc hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược nhất là trong vấn đề tiền bạc có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ có sự bất chắc trong các vấn đề đi đứng sử dụng xe cộ máy móc đề phòng chuyện thị phi tranh cãi khẩu thiệt nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình ngày không nên có sự đính ước hẹn ước dễ gặp sự phản bội tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán nếu không như vậy ngay có nhiều sự chắc trở rủi ro sức khỏe không tốt hoặc có chuyện buồn giới hạn việc đi lại đề phòng rủi ro có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có tài lộc tử vi tuổi tỵ bước sang ngày thứ sáu này có thiên quan xuất hiện cảnh báo người tuổi tỵ rằng bạn cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao bởi họa tiểu nhân của bạn đang dở tê lớn bạn dễ gặp phải kẻ lừa lọc tâm địa xấu xa trong ngày hôm nay vì thế đừng dễ dàng tin những lời su nịnh của người khác trong ngày này vấn đề tiền bạc cũng cần được chú trọng kẻ xấu có thể lợi dụng lúc bạn không chú ý để cướp đoạt những gì bạn đang có tiền bạc trong nhà không cánh mà bay con giáp này cần phải đề phòng với những lời đường mật muốn vay mượn hay đầu tư tiền bạc hơn nữa hỏa khí đương vượng những chú rắn dễ nóng nảy dẫn tới quyết định sai lầm nếu không kiềm chế cảm xúc bản thân e rằng sai lầm nối tiếp sai lầm nhất là trong chuyện tình cảm tới lúc muốn quay lại cũng không được mọi nỗ lực cố gắng của bạn đều tan thành mây khói. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có chuyện vui nhỏ hoặc có tin xa, không nên nhúng tay vào chuyện người chỉ đem đến thị phi tranh cãi, có tài lộc nhưng không nên tham vọng, có tin buồn về tai nạn, đau yếu hoặc làm ăn bị thất bại của người thân, bè bạn, có cuộc đi ngắn, hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh Thổ. Có tin tức ở xa, nên cẩn trọng về việc đi lại, di chuyển hoặc có sự chậm trễ, hư hại máy móc, xe cộ, nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi kỷ tỵ, thuộc mệnh mộc, nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt và nên chi phí những việc cần thiết hoặc chuyển giao tiền bạc vào một mục khác nên nhẫn đại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngay có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui hoặc có sự gặp mặt, tuy nhiên cũng phải cẩn trọng với lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Tốt hơn nên noi theo đường hướng cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngay có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ, có tin vui, gặp người tốt, có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm trích, mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm thoải mái vui tươi, tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi quý tỵ, thuộc mệnh thủy. Có việc xảy ra như đã dự tính, hoặc công việc đã lâu nay có sự hoàn thành, kết thúc, nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt, nếu việc chưa xong mà lại gặp chuyện mới thì nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngay có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui, hoặc có sự gặp mặt tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc tử vi tuổi ngọ ngủ hành ngọ ngọ tự hình có thể là nguyên nhân gây ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu người tuổi ngọ trong hôm nay tâm trạng bí bách khiến hiệu suất công việc của bản mệnh giảm sút thường than ngắn thở dài mong sao cho nhanh qua ngày hơn thế bản mệnh còn có cảm giác bị kẻ tiểu nhân quấy phá buông lời gièm pha nhằm tranh công đoạt vị nên càng thêm chán nản hơn vì những cảm xúc bất ổn đó mà những chú ngựa trở nên vui buồn thất thường rất khó đoán biết rằng bạn đang vui hay đang buồn vì thế đối phương mà không tinh ý e rằng giữa hai bạn sẽ xảy ra trận cãi vã kịch liệt trong ngày chuyện bé xé ra to dạn nứt cứ ngày càng lớn dần trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có nhiều tranh chấp hoặc âu lo, nên cẩn trọng với lời ăn tiếng nói dễ có sự hiểu lầm, kích bác hàm hoan. Nếu có sự tiệc, vui chơi cũng không nên quá lố, sẽ gặp mít lòng hoặc có người châm chọc dòm ngó đến chuyện của mình. Gia đạo bất an, đề phòng sức khỏe không tốt, cẩn trọng khi đi xa, di chuyển, có sự nói xấu, thưa kiện. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, nên hành động một cách bình thường. Có tin xa hoặc gia đạo có khách đến, Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết, không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sổ tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa, có sự gặp gỡ, hội ngộ, có tài lộc tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách quán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp, cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc, nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn, giới hạn sự di chuyển, giao thiệp, có tin tức, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, mất hòa khí, có khách, người thân đến, hoặc có lộc nhỏ. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sổ tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa, có sự gặp gỡ, hội ngộ, có tài lộc. Tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách quán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp, cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi mùi ngũ hành lục hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi mùi là các thần mang vận may tới cho con giáp này bản mệnh được quý nhân che chở, đường tài lộc tăng tiến ầm ầm nhờ tìm được người hợp tác tin cậy để làm ăn có lợi, có thể đồng hành lâu dài. Chính ấn còn báo hiệu về những cơ may thăng tiến trong thời gian tới của những chú dê, bản mệnh đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong một thời gian ngắn, gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Đó đều nhờ bản lĩnh vững vàng của bạn chứ không phải bánh ngọt từ trên trời tự dưng rơi xuống. Hỏa sinh thổ chuyện tình cảm của con giáp này đang tiến triển vô cùng tốt đẹp, người ấy trao cho bạn cảm giác ngọt ngào của tình yêu mới chớm, với các cặp đôi yêu đương đã lâu. Tình yêu đã chín thì có thể tính tới chuyện về chung một nhà. Tử Vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nên cẩn trọng trong khi di chuyển, đi lại có rủi ro hoặc gặp trở ngại chút ít, có sự gặp gỡ lại người xưa trốn cũ, hoặc xa đạo có nhiều người vì tình cảm cũng như về việc làm mà đến, sức khỏe không tốt, mọi việc chỉ nên ghi nhận không nên vội vàng giải quyết, tính toán e có sự thiếu sót, sai lệch đưa đến bất hòa, bực mình. Tài Lộc Trung Bình, có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Tử Vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày của sự hẹn ước hoặc công việc đến do đã có sự tính trước, có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết kể cả chuyện vui chơi, tình cảm, giải trí, có tin xa, nhưng cũng có tin buồn về sức khỏe, tai nạn của thân nhân, bè bạn, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn nhưng không nên kéo dài, có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn, có tin tức về đau ốm hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa, ngay chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử Vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh, không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi, không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt, nên tránh những chuyện tranh cãi. Thị Phi, có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ, có lộc ăn, quà tặng. Tử Vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn, tuy nhiên có sự chậm chạp hoặc trắc trở. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro, nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại, tài lộc dễ có sự hao tốn, có tin buồn, không như ý, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi thân Với người tuổi thân, thứ sáu này có tỷ kiên giúp sức, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh nhờ thế mà thêm rộng mở những chú khỉ biết rõ thế mạnh của mình ở đâu và tập trung phát huy hết sức để có thể giành được điều mình muốn hơn nữa ưu thế của con giáp này là bạn biết nắm bắt thời cơ rất tốt biết cách lựa chọn đúng thời điểm có các điều kiện khách quan có lợi để thể hiện năng lực của mình khiến cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ mà không thể khanh tị trách móc được điều gì ngũ hành xung khắc lại nhắc nhở mệnh chủ dù bận rộn đến đâu cũng đừng quên dành thêm thời gian cho gia đình tình cảm dù bền chắc đến đâu cũng có thể nhạt phải sau thời gian dài không được vun vén và hâm nóng tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày không tốt không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng nên chờ tin khác có nhiều sự cản trở rắc rối và có nhiều tin tức không tốt về công danh bổn mạng tài lộc tình cảm gia đạo có chuyện buồn bất an tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều công việc đến khiến mình phải lo âu giải quyết hoặc là ngày chỉ nên xem xét lại những vấn đề xưa cũ tiến hành thì bất lợi có sự đáo hạn hẹn ước về tiền bạc cũng như về sự gặp gỡ sẽ gặp những chuyện không như ý hoặc gặp rủi ro, nên xem xét lại các phương tiện di chuyển, cẩn trọng với lời nói, có sự bất hòa. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả và cũng không để chuyện tình cảm gặp gỡ xen lấn, không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết, càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác, nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính, có tin buồn. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng, không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách quán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót, thì xử sự, sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực, cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, nên giới hạn trong việc giao thiệp, vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi dậu trong ngày gặp kiếp tài giáng họa làm cho tài lộc ngày thứ sáu nay của người tuổi dậu không được dồi dào cho lắm tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bản mệnh không sớm cân bằng lại thu chi Người làm kinh doanh có thể phải đối mặt với những rủi ro trong việc đầu tư do kẻ tiểu nhân giáp tâm bày mưu cản trở. Bạn nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy. Lại thêm ngũ hành xung khắc, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không quá yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên rất hay bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ có sự bỏ ngang, giang dở, hoặc kế hoạch bị thay đổi do người khác có ý kiến ngày có đám tiệc hoặc có tin tức về chuyện tình cảm của thân nhân bè bạn có cuộc vui nhỏ tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có đám tiệc tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp pháp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa ăn uống tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp pháp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại hoặc nhận tin không tốt tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng lộc ăn gặp quý nhân có tin xa gặp lại người xưa việc cũ ngày có tiệc tùng hội họp học mặt hoặc có tin tức của người thân bè bạn tình cảm tốt có người đến nhờ vả mình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có sự tu bổ sửa chữa mua sắm gặp lại người xưa bạn cũ tuy nhiên mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp pháp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt tử vi tuổi tuất Thứ Sáu này dường như là một ngày khá may mắn với người tuổi Tuất khi mà cả chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của bạn. Tam hợp quý nhân sẽ giúp cho con giáp này có thể nhanh chóng tháo gỡ những mâu thuẫn còn đang vướng mắc với người thân. Mọi người cuối cùng cũng hiểu và thông cảm cho con đường mà bạn đã chọn. Với sự ủng hộ của người thân, bản mệnh càng thêm vững tin để theo đuổi mục tiêu của mình bên cạnh đó thiên ấn có thể sẽ giúp cho mệnh chủ tạo dựng nước uy tín với đồng nghiệp và được cấp trên tin tưởng bạn sẽ được giao cho những công việc quan trọng làm bàn đạp để phát triển cho đường công danh về sau tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày có rất nhiều chuyện xảy ra không tốt về mặt công danh tình cảm cũng như bổn mạng không nên hấp tấp vội vàng khi tiến hành công việc sẽ có nhiều việc khó khăn chắc chờ chờ đợi tài lộc rất khó khăn có nhiều sự buồn phiền bất mãn hoặc công việc gặp nhiều trở lực gặp tai ương bị áp lực tranh cãi Thực kiện lôi thôi, gia đạo bất an, đề phòng tai nạn rủi ro, có người đau bệnh hoặc có tang, chuyện tình cảm không tốt, tử vi tuổi bính tuất, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền, sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi, vì không chỉ đến có một chuyện. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin xa tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc mọi việc đều cần phải cẩn trọng rất dễ có chuyện xoay chuyển tốt xấu lẫn lộn hoặc gặp sự bất chắc khó khăn có tin buồn không nên đương đầu một cách thẳng thắn mà phải nhu nhuyễn khéo léo một ngày bận rộn nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn công việc có sự hư hại rủi ro nhỏ hoặc sức khỏe không tốt tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy suy nghĩ trước khi hành động giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng nếu không sẽ có sự phiền lòng trách quán không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt đề phòng rủi ro tai nạn bất chắc khi đi đường làm việc có tin tức ở xa tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mọi việc đều có thể xoay chuyển tốt xấu lẫn lộn nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn có sự hư hại rủi ro nhỏ hoặc sức khỏe không tốt tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi hợi bước sang ngày thứ sáu này có thực thần chiếu mệnh tài lộc dồi dào tiền bạc dùng rỉnh trong tay người tuổi hợi nắm được thời cơ cải thiện thu nhập ngay trước mắt và không để lỡ cơ hội đó với sự cố gắng và nỗ lực của mình thành quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng đặc biệt những người kinh doanh tự do hứa hẹn được gặp những đối tác lớn ký được hợp đồng béo bở hãy trân trọng cơ hội này của mình đừng để sự bất cẩn mà đánh mất vận may của mình cơ hội làm giàu không phải lúc nào cũng có sẵn đâu ngũ hành thủy hòa bất dung vận trình tình cảm của bản mệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù tình cảm cả hai trao cho nhau là chân thành, nhưng cuộc sống tiềm ẩn quá nhiều cám dỗ. Mối quan hệ mới chớm của hai bạn đang rất non nớt như một mầm non, cần sự che chở và chăm sóc kỹ càng. Sau đó hãy cố gắng cùng nhau bảo vệ mầm non ấy, đừng để nó bị sóng gió ngoài kia quật ngã. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, có sự hò hẹn, gặp gỡ giữa mình và thân nhân, bè bạn, có tiệc tùng, đình đám, vui chơi hoặc có tin tức tốt về công danh, tình cảm ngày có nhiều chuyện xảy ra cần phải có sự dàn xếp khéo léo để giải quyết tất cả nên cẩn trọng khi đi lại di chuyển có trở ngại nhỏ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên giới hạn mọi việc và bình tĩnh khi có nhiều sự việc tin tức đến nếu cần hãy làm cho nhanh để thâu đoạt lợi lộc và hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc cánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến có chuyện vui có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc cánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Hoặc nếu công việc của mình có gặp trở ngại cũng nên nhờ người khác giúp đỡ, gỡ rối. Có tài lộc, có chuyện vui, có tin tức ở xa hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên truyền, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo, có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh, có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy, nên tỏ bày ý định của mình cho mọi người hiểu, dễ có sự trách oán hoặc gặp chuyện chắc trở, buồn phiền, có tài lộc nhưng cũng dễ hao tán. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc cánh vác trách nhiệm thì cũng nên rè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến có chuyện vui có tin xa hoặc có sự gặp gỡ cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại